Nhìn chung á, là ở Việt Nam thì cái sức khỏe về tâm thần nói chung không được chú ý lắm. Tại vì thường thường khi người ta nói sức khỏe thì người ta nghĩ đến là bệnh tim mạch, tiểu đường này đó kia, nhưng mà ai ít có người nghĩ đến cái sức khỏe về tinh thần. Mà chúng ta đều có thể thấy rằng là trong cái khái niệm của tổ chức y tế thế giới vào năm 1990, họ đã đưa ra một cái khái niệm là sức khỏe tâm thần là phân nửa của sức khỏe con người, tức là một phần nửa. À, nhưng mà thường thường người ta ít chú ý đến cái phần nửa đó lắm, mà ta chú ý đến bệnh lý thực nội khoa và bệnh lý thực thể nhiều hơn. Thì chính điều đó nó dẫn đến đó là cái sự hiểu biết về những cái bệnh lý về tâm thần nó không có được rộng rãi trong cộng đồng. Và một trong những bệnh lý có thể chữa tốt, chữa hết hoàn toàn là bệnh trầm cảm, nhưng mà vì không được phát hiện sớm và không được hiểu về nó để đi điều trị thì nó sẽ dẫn đến những cái điều rất là đáng tiếc. Chẳng hạn như là thường thường là trầm cảm đó là nguyên nhân chủ yếu của 70% các trường hợp tự tử, tức là tự sát đó. Và một số trường hợp nữa là trầm cảm sau sinh thì người mẹ có khả năng là sát nhi, tức là giết đứa con mình, hoặc ít nhất là họ sẽ có hình thức là gọi là bạo hành đứa con mình. Đó là những trường hợp trầm cảm mà đó là chữa hoàn toàn, chữa hết hoàn toàn, nhưng mà vì người ta không có hiểu cho nên là người ta không biết là họ đang bị trầm cảm, và người thân cũng không có hiểu rằng rằng là người nhà mình là bị trầm cảm để mà đưa đi điều trị cho nó tốt. Tất nhiên là cái người nào mà có những cái khả năng đối ứng với cái đối 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 chọi với cái cuộc sống nó không được tốt, mà thường thường nó rơi vào cái tuổi trẻ, thì họ mấy đứa em trẻ, những đứa trẻ thanh niên á, thanh thiếu niên mới lớn á, chưa có những cái kinh nghiệm sống, chưa có khả năng gọi là chống chống đỡ những cái va vấp trong cuộc sống, cho nên nó sẽ dễ bị trầm cảm hơn. Và khi mấy em nó bị trầm cảm mà lại không mà không được cái sự gọi là quan tâm chia sẻ của cha mẹ, của người thân, thì mấy em nó sẽ dễ có cái ý tưởng điên rồ về tự sát vân vân. Kiểu trầm cảm là nó lên tất cả rồi đó, tức là cái trầm cảm là những cái người bị trầm cảm thì cái khuôn mặt họ toát lên một cái gì đó, nó buồn bã đó. Và một cái sự đồng thường thường cái trầm cảm nó hay đi kèm với cái lo âu, cho nên cái người người bị trầm cảm họ cái khuôn mặt họ cái cặp mắt họ có cánh ánh lên cái vẻ gì đó, nó sợ sệt, nó lo lắng, nó bồn chồn. Nó thì đó là biểu hiện khá điển hình của trầm cảm, mà người bác sĩ chỉ cần qua thăm khám hỏi thì có thể biết được đó là trầm cảm. Còn trầm cảm mà sau sinh đó thì thường gặp ở những bà mẹ sanh con đầu lòng đó, hơn là những bà mẹ sanh con thứ hai. Cho nên Việt Nam mình có cái phong tục là con so về nhà mạ, con lạ thì về nhà chồng, là vậy đó. Là khi mà cái người phụ nữ vừa mới sanh lần đầu tiên đó, họ chưa có những cái kinh nghiệm để chăm sóc con đó, thì họ rất là vất vả. Thì nếu như được cái sự giúp đỡ của người thân đó, thì sẽ giúp cho họ có thể là không bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Tại vì những người trầm cảm đó là nhiều khi họ đang đi làm rồi tự nhiên giờ bị đổi hết hết toàn bộ, không có việc làm, về ở nhà, rồi đôi khi có thể đứa bé nó quá khó đi, nó quấy khóc, người mẹ quá vất vả đi, thì nó cũng làm cho người mẹ bị căng thẳng lâu ngày lên trầm cảm. Thì trầm cảm thì bây giờ nó có phương thuốc, những cái thuốc tân dược y khoa chữa trầm cảm rất là tốt, có thể chữa một cái trầm cảm có thể thường là có thể hết trong vòng từ 3 đến 9 tháng, nó có thể kiểm soát được một cái trầm cảm là coi như là hết hẳn luôn đó. Nó là không phải như người nghĩ là uống thuốc vô là phải uống hoài không á, từ 3 tháng, có những trường hợp 6 tháng, hợp 9 tháng thì có thể thành công đó. Chữa cũng ngày nay thì chữa cái trầm cảm cũng tương đối đơn giản, bởi vì thuốc men có nhiều, và đồng thời nếu là tốt hơn nữa là nếu nó có những cái kết hợp với tâm lý. Ví dụ như là thật sự ra thì trong cái hành nghề kinh nghiệm tôi thấy là một người bị trầm cảm nhưng mà có sự nâng đỡ của gia đình thì người đó chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn người không có cái sự nâng đỡ. Thì trong cái quá trình hành nghề tôi thì tôi gặp khá nhiều trường hợp tự sát, kể cả tự sát thành công gặp không thành công. Thì khi gặp một người mà có cái khuôn mặt buồn bã, một cái ánh mắt lo lắng, lo lắng sợ hãi, thì tôi hỏi ngay là cái trầm cảm đó xem có cái ý tưởng chết chóc kèm theo không. Thì đầu tiên tôi sẽ hỏi rằng họ có thấy rằng là mình là một người, bản thân mình là một người thất bại hay không. Và nếu như họ nói là có thì hỏi tiếp câu thứ hai nữa là có cảm thấy rằng là mình là một người vô dụng hay không, đó là một mặc cảm vô dụng.
Đầu tiên là một cảm thất bại, tới một cảm vô dụng. Rồi hỏi tiếp nữa là có nghĩ rằng là mình là một cái gánh nặng cho gia đình, cho người thân hay không? Đó, đó là một mặc cảm là một gánh nặng. Rồi hỏi tiếp, tức là họ trả lời có nữa, thì hỏi tiếp câu thứ tư là gần đây anh hay chị, ông hay bà hay em có hay nghĩ về cái chết hay không? Cái câu đó mình hỏi gần gần cuối chứ đừng hỏi sớm quá. Có nghĩ suy nghĩ về cái chết không? Mà hỏi nó có nữa rồi thì mình hỏi là nếu như bây giờ em nghĩ rằng nếu như suy nghĩ về cái chết thì em có cái, bây giờ em nghĩ rằng là cái việc mà em chết đi đó nó sẽ làm tốt cho em, tức là giải thoát cho bản thân em và cho gia đình em giải thoát là tốt hơn không? Thì nếu câu sơ thứ năm mà cũng có nữa, tức là cả năm câu đều có, thì lúc đó là một báo động đỏ vì cái nguy cơ tự sát nó đến rất là gần rồi đó. Cho nên cái trường hợp này người nhà tự thân mà nhận biết được á thì nên đưa bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc là đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị, bởi vì tự sát là một trong bốn cấp cứu của chuyên ngành tâm thần. Và một điểm đặc biệt nữa là thí dụ như cái người trầm cảm đó họ tự nhiên họ đột nhiên họ bình tĩnh một cách lạ thường, rồi trước đó họ buồn bã, họ khóc lóc, rồi nói chung là rất là nhiều vấn đề, rồi tự nhiên họ bình tĩnh hơi vui lên một chút xíu thì không phải là họ tốt hơn đâu, lúc đó là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì gần như là họ đã lấy một cái quyết định kinh khủng. Sau một thời gian dài họ nghiền ngẫm, thì họ thấy rằng là họ chết đi tốt hơn, thì lúc đó họ gần như họ giải tỏa được cái suy nghĩ, thì không phải là lúc đó là tốt hơn đâu mà lúc đó là nguy hiểm hơn nữa. Do nên là để ý những người trầm cảm mà có người tự sát mà đột nhiên họ trở nên vui vẻ hơn thì phải rất là cẩn thận. Mình phải tìm hiểu nguyên tại sao, cái lý do gì dẫn người ta đến tình trạng ngày hôm nay đó. Những cái ngày hôm nay chẳng hạn như là họ mất việc đó. Rồi hoặc là những cái cãi vã hoặc là đổ vỡ trong hôn nhân, thì phải biết được nguyên nhân đó, mình tìm hiểu nguyên nhân đó rồi mình khuyên giải. Và đồng thời đó là thường thường cái khám như thế đó thì phải yêu cầu có cái người thân thiết như là chồng hay là chị ruột, em ruột, cha mẹ đến khám, thì mình sẽ hướng dẫn là phải theo dõi như thế này, nếu mà có từ xa có theo dõi như này. Và thí dụ như chẳng hạn như là thậm chí có những trường hợp là mình hỏi, đầu tiên tôi còn hỏi người ta là có ở chung cư hay không, ở tầng mấy nữa đó. Là tại vì tôi đã từng gặp một trường hợp như thế, thì cái trường hợp đó ở tầng 6, tầng 7 gì đó ở chung cư, thì khi mà bắt đầu có dấu hiệu đó thì tôi nói với người cha là bà phải cách ly người đó ra trong phòng, nhưng mà không thể nhốt ở trong phòng hoài được, thì cùng gia đình quyết định làm cái lồng chim bao cái ban công lại, giống như cái lồng chim mà nó bao cái ban công lại trong thời gian điều trị. Thì mấy tháng sau thì cái trường hợp đó họ ổn, thì không mất đi ý định tự sát. Cho nên cái tự sát đó là nó là một, hiện nay nó được xem như là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về tử vong mà không do bệnh lý nhiễm, không do bệnh lý nhiễm gây ra. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì thống kê là cứ 40 giây là có một trường hợp tự sát. Tự sát đây là phải nghĩ là chết rồi đó nha, chứ còn toan tự sát thì không tính. 40 giây là có một ca tự sát. Một ngày có khoảng 2.000 ca như thế. Và một năm trung bình có khoảng 800.000 trường hợp tự sát. Thì con số nó khá lớn. Riêng về cái trầm cảm sau sinh đó, thì trước đây bệnh viện tôi có một nghiên cứu kết hợp với bệnh viện Hùng Vương để xem cái tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ. Thì đó là một cái, ở nước ngoài thì họ có luôn một cái bảng câu hỏi tầm soát. Người ta tầm soát từ trước sinh lên, tức là lúc đầu bắt đầu mang thai cho đến khi sinh và sau sinh. Thì họ đã xem tỷ lệ trầm cảm sau sinh nó tính từ 6 đến 12%, con số cũng khá lớn. Một số nghiên cứu nó trả lời như thế. Thì nếu như mà họ, bởi vì thực sự ra có một số trường hợp, đa số những trường hợp như bệnh tâm thần, các bệnh lý tâm thần thì họ thường thường họ chối bỏ họ bệnh đó. Họ không chấp, thương hơn nữa là thấy mà vô gặp bác sĩ tâm thần thì họ lại càng chối bỏ nữa, cho nên đó là hai cái điều lớn, hai cái trở ngại lớn nhất hiện nay đó. Thì tại vì thật sự ra là cái chữ tâm thần nó bị hiểu sai ngày nay đó, thì trong cái bản phân loại quốc tế về các bệnh tâm thần thì có tới 100 bệnh lận, có tới 100 loại bệnh tâm thần, nó bao gồm từ mất trí nhớ đến chậm phát triển tâm thần,
rồi các bệnh lý là trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ, và đặc biệt là mất ngủ. Tại vì mất ngủ là một triệu chứng mà thường gặp trong hầu hết các loại bệnh tâm thần. Và trong cái bệnh lý trầm cảm thì một trong những triệu chứng mà thường gặp và bệnh nhân hay than phiền với thân nhân và với bản thân mình đó là họ bị mất ngủ.